Pharmon mã 41169K, giá chưa bao giờ sốc hơn đến như vậy, được chưa các tình yêu nhờ. Nào chúng ta đến với một đôi giày ngày hôm nay em mới về. Nhìn lên cho em nhá, nếu mà tình bình thường em chỉ có rơm nguyên như thế này thì các tình yêu có thể nhìn thấy nó giống cái gì ạ? Trông bích ơi vô xì, ngày hôm nay mình sale với giá là 299K. Với đôi giày này nếu như mà bình thường chúng ta chỉ nhìn lướt qua thôi, các bạn sẽ thấy nghĩ rằng nó là sản phẩm gì ạ? Sẽ nghĩ rằng nó là sản phẩm EQT, đúng không ạ? Vì thực sự ra là để mà nói so sánh với EQT thì khá là giống, gần như là giống đến 80% rồi. Nhưng mà thực ra đây không phải là EQT mà đây là một sản phẩm mới về của nhà em. Một sản phẩm mang tên là BF. Một sản phẩm mới về mang tên là BF của nhà em. Và đôi giày này cũng đang mới về nên là dành chiên cho các tình yêu của em với giá ngày hôm nay 199K. Tình yêu nào muốn lấy đôi giày mang tên là gì ạ? Tình yêu nào lấy đôi giày mang tên là BF của nhà em, có 36, có 37 và có 38 thì các tình yêu comment lên cho em mã là mã BF, kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại với giá sale ngày hôm nay 199.000 đồng. Ok chưa? Đôi giày mang tên là BF rất giống EQT ngày hôm nay với giá sale 199K. Bạn nào với đôi này thì comment lên cho em là BF kèm size kèm số điện thoại 199K. Ok, em thấy đơn của Hồng Vân, thấy bạn Trần Ngọc Ánh hỏi rồi, các tình yêu cố gắng chờ em một chút xíu, lát em sẽ like đến mẫu sản phẩm Gucci và Easy 350 cho các tình yêu xem. Em có nghe thấy đấy và em sẽ like cho các tình yêu ngay bây giờ đây, chờ em một chút xíu nhá. Chúng ta tiếp tục đến với một sản phẩm tiếp theo, đó là một sản phẩm mang tên rồi đây là một chương trình đang xả kho ngày hôm nay. Nào, biên trung hàng gì vậy chị? Không biết là bạn đang hỏi gì nhờ, xem livestream của nhà chị rất là nhiều rồi. Mà sao các bạn lại cứ hỏi cái kiểu mà không đầu không cuối như vậy nhỉ? Rồi tình yêu Trương Hải Âu, size 37 màu trắng Adidas, ok tình yêu nha. Chúng ta đến với một đôi giày tiếp nào. Một đôi giày tiếp theo trên tay của em đây. Đôi giày này tên là gì đây? Đây là một đôi giày mang tên là mã số 34. Rồi, mã 34 chúng ta có tổng cộng mấy màu ạ? Có tổng cộng là... đấy không phải là EQT tình yêu nha, đấy là BF. Trương Hải Âu, lấy cái gì đây? Trương Hải Âu ơi, tình yêu lấy đôi BF đúng không ạ? Ok, tình yêu lấy dồn thêm một đôi BF này nữa nha. Hai đôi, ok, một đôi Ultra, một đôi BF. Thì em tư vấn với tình yêu một chút xíu này. Đối với đôi BF của nhà, với hai sản phẩm của nhà em ý, nếu mà mua từ hai sản phẩm trở lên mà có hóa đơn trên 500K thì nhà em cần yêu cầu thứ nhất là cọc tối thiểu là 50.000 đồng, có thể bằng thẻ điện thoại hoặc là bằng số tài khoản thì nhà em mới có thể gửi hàng đi được. Thì ngày mai nhân viên nhà em sẽ gọi điện và tư vấn kỹ hơn cho tình yêu Trương Hải Âu về vấn đề này nhá. Các tình yêu của em ơi, đôi giày này không phải là đôi EQT. Các tình yêu nhìn rất giống EQT đúng không ạ? Nhưng thực ra đôi giày này mang tên là BF, nó không phải là giày EQT đâu. Thế nên em phải nói rõ luôn với các tình yêu, không các tình yêu lại nhận về lại bảo ô lừa đảo à, đây không phải là EQT. Đúng, đây không phải là EQT đâu. EQT của nhà em là một đôi khác, còn đây là đôi BF. BF của em ngày hôm nay sale với giá là 199K. Còn size 36, còn size 37 và còn size 38. Sáng hôm nay đặt Sài Gòn, hôm nay đặt thì khi nào có. Sang đến tuần khoảng thứ 3 đến thứ 4 thì bạn Nguyễn Lê Tứ Quê sẽ nhận được hàng nhá. Có tặng cờ đốc không chị? Tặng cái GB đúng không nhỉ? Nếu mà các bạn chia sẻ livestream mình tặng các bạn hai cái GB, hay gọi là hai cái sở tích đi kèm theo đấy. Còn nếu mà các bạn mà không chia sẻ thì mình không tặng rồi. Thanh Mai ơi, cờ đốc ngày hôm nay mình sale với giá là 199K. Đây là một sản phẩm mang tên là BF các bạn nha. Chúng ta có size 37, 38 và 39, mình đang sale với giá là 199.000 đồng. Dép cờ đốc hôm nay cũng sale với giá là 199K bạn Hậu Phạm nhá. Rồi chúng ta tiếp tục đến với một đôi giày tiếp theo ngày hôm nay, một đôi giày Easy 350 hàng F1+. Chúng ta có tổng cộng 3 màu như sau. Màu trắng và màu hồng mình đã hết size bao nhiêu ạ? Chúng ta đã hết size 37 rồi, chỉ còn 35, 36, 38 và 39. Nguyễn Lê Tố quên rồi thì bạn đi du lịch về, sau đó là mình bạn liên hệ lại với nhà mình sau nhá. Khi nào bạn cứ đi chơi thoải mái đi, khi nào bạn đi du lịch về thì mình bạn nếu còn muốn mua hàng thì bạn báo lại mình, ok không ạ? Còn với màu đen thì sao các bạn nhờ? Màu đen của nhà mình ngày hôm nay chúng ta chỉ đủ size. Rồi ok tình yêu Trương Hải Âu, em không lấy BF màu trắng nhé chị, ok bạn Trương Hải Âu. Có được tặng thêm kèm sự tích cơ không? Các bạn sẽ được tặng nhưng mà với điều kiện các bạn phải chia sẻ livestream. Chia sẻ livestream mình tặng các bạn hai cái sở tích và nhà mình có bán kèm theo, bạn nào có nhu cầu muốn mua nhà mình vẫn bán. Rồi còn đôi giày này của mình ngày hôm nay sale với giá 199.000 đồng. Xả kho đôi giày này với giá 199.000 đồng. Bạn nào lấy đôi giày mang tên mã số 34 thì các tình yêu comment lên cho mình này, mã số 34 kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại ngày hôm nay đang được sale với giá 199.000 đồng. Giá chưa bao giờ được sốc đến như thế, đúng không các bạn nhỉ? Rồi mã số 34 với giá sale ngày hôm nay 199.000 đồng, thứ tắt đi được.
Thôi tạm thời chương trình livestream của em ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây nhá. Thế nào ơi, mã ba tư của mình nói lúc nào mình cũng rất là nói to rõ rồi mà. Đó là mã ba tư của nhà mình thì mình không có màu hồng và màu trắng, mình không còn size 37. Từ đầu live đến giờ mình nói rất là rõ, duy nhất màu hồng và màu trắng sáng của mình thì không còn size 37 đâu. Thế nên là bạn nào mà lấy ở size 37 thì các bạn tránh ra, hoặc là bạn tăng lên cho mình size 38 hoặc là xuống cho mình size 36. Nhưng mà theo mình tư vấn thì lên size 38 là ok hơn. Nào nhỉ. Rồi tạm thời thì với chương trình livestream của mình trong buổi tối ngày trong buổi livestream ngày hôm nay thì có lẽ là xin được dừng lại tại đây. Thì không biết được rằng là còn có bạn nào chúng ta còn đang băn khoăn về các sản phẩm gì của mình ngày hôm nay không ạ? Thì các bạn cùng comment lên đây cho mình để chúng ta có thể trao đổi một chút xíu. Chúng ta còn lại tầm khoảng từ 2 phút đến 3 phút để những bạn nào chúng ta chưa góp đơn lên, các bạn để lại cho mình xin số điện thoại. Hoặc là chúng ta còn cái gì ạ? Không biết về các sản phẩm chúng mình có thể dừng lại chương trình ở đây nhá. Rồi ok, cho bạn Bùi Thị Bích Thảo 238 ở mã 34 màu hồng.